Quán tưởng thân tướng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ lại nói đến quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thân tướng màu vàng tím, trên đỉnh đầu lại có nhục kế, sau cổ có dần hào quang. Trong dần hào quang ấy có 500 hóa Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi một hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Trong ánh sáng toàn thân hiện tất cả sắc tướng của chúng sanh trong ngũ đạo. Trên đỉnh có thiên quang bằng Tỳ Lăng và Ma Ni Bảo. Trong thiên quang có một hóa Phật đứng, lông trắng giữa hai mày đủ màu thất bảo, chiếu ra 84.000 thứ ánh sáng. Mỗi một ánh sáng có vô lượng vô số hóa Phật, mỗi một hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả, biến hiện tự tại khắp mười phương thế giới. Thank you.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.